Xin chào các bạn, hôm nay kênh Bách Khoa Tri Thức sẽ nói về món ăn bài thuốc từ cá chạch cho nam giới yếu sinh lý. Ngoài là thực phẩm, cá chạch còn được coi là dược liệu giúp hồi phục sức khỏe cho người già và đáng chú ý công dụng chữa bệnh yếu sinh lý tuyệt vời từ cá chạch. Chị em có chồng bị yếu sinh lý hãy thử chế biến các món ăn bài thuốc chữa yếu sinh lý từ cá chạch cho đức lang quân của mình ăn nhé. Cá chạch là loài cá phổ biến trong các vùng nông thôn ở Việt Nam. Các món ăn từ cá chạch không chỉ ngon miệng, bổ dưỡng mà còn được coi là một vị thuốc. Chúng thường sinh sống ở những ao hồ, ruộng mương, có nhiều bùn lầy. Theo đông y, cá chạch có vị ngọt, tính bình, không độc, có tác dụng bổ khí huyết, tráng dương, thanh nhiệt, tiêu khát, hết vàng da. Rất nhiều sách thuốc cổ đông y đã nói đến tác dụng bổ dưỡng và chữa bệnh của cá chạch. Phân tích khá sâu về cả mặt thực phẩm và thuốc, cách dùng để chữa bệnh và bồi bổ chủ yếu ở dưới dạng món ăn, bài thuốc. Có rất nhiều phương thuốc mà cá chạch là dược liệu chính, đó là chữa bệnh mụn nhọt, lở loét, bệnh viêm gan, vàng da, suy thận, suy nhược thiếu máu, chữa trị sa, xuất huyết. Đặc biệt, cá chạch cũng nằm trong top 4 loại cá khắc tinh trị bệnh yếu sinh lý nam giới với triệu chứng nhiệt xương, xuất tinh sớm, suy giảm tình dục. Dưới đây là một số cách dùng cá chạch trị yếu sinh lý cho nam giới, tham khảo và áp dụng nhé. Đối với nam giới bị suy giảm tình dục, để thực hiện món ăn cho người bị suy giảm tình dục, chúng ta thực hiện như sau. Bạn lấy 5 đến 6 con cá chạch, đem cá chạch đi làm sạch, dùng muối hoặc cách khác để loại bỏ phần nhớt và mùi tanh của cá. Sau đó bỏ nội tạng, tách riêng phần thịt và phần xương, đổ dầu vào nồi, dùng lửa nhỏ rán cho mềm xương rồi cho thịt chạch vào rán. Thêm 300ml rượu hoặc 600ml nước, một lát gừng, đun nhỏ lửa cho đến khi nước còn lại một nửa và chuyển thành màu sữa là được. Lấy nước này bạn thêm muối, hạt tiêu rồi uống và ăn thịt. Dùng liên tục nhiều ngày, những người bị bệnh suy giảm tình dục, suy nhược tinh thần và thể lực, mắc bệnh gan, kém ăn, xanh xao thiếu máu, dùng món ăn này đều rất tốt. Các quý ông nên thường xuyên ăn món này để nâng cao thể chất và đời sống tình dục. Ngoài ra, món ăn này cũng có hiệu quả và các bệnh nhân bị suy nhược tinh thần và thể lực, mắc bệnh gan, người kém ăn, xanh xao thiếu máu. Thứ hai, cháo cá trạch bồi dưỡng sức khỏe cho năng lực phái mạnh. Nguyên liệu cần có: cá trạch, lạc, gạo tẻ, rau thơm. Các loại gia vị cần thiết. Cách thực hiện: đem gạo vo, đãi sạch rồi cho vào nấu cháo. Làm sạch cá chạch rồi để ráo nước và cho vào nồi đảo đều với dầu ăn, muối, đường, xịt dầu. Khi cháo chín, bạn cho cá chạch vào nấu chín. Khi ăn thì bạn nêm gia vị và rau thơm vào. Món ăn này có tác dụng bồi bổ cơ thể và chữa bệnh yếu sinh lý, bệnh gan, rất hiệu quả. Các chị em hãy nhanh tay bỏ túi các món ăn từ cá chạch trên đây để bồi bổ sức khỏe cho ông xã. Đặc biệt, những chị em có chồng gặp phải các vấn đề về sinh lý như trên thì hãy chế biến ngay món ăn từ cá chạch để chữa bệnh cho chồng mình hiệu quả, nâng cao đời sống chăn gối của hai người và sống hạnh phúc nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những thông tin hữu ích, ủng hộ kênh Bách Khoa Tri Thức nhé.